trungauto.vn, xưởng đỗ ô tô uy tín số 1 hiện nay. Lắp đặt màn hình Android tặng ngay camera 360, thiết bị an toàn nhất hiện nay dành cho xe hơi với 4 mắt camera 360 Sony cắm trực tiếp trên màn hình Android. Bên cạnh đó, Trung Auto cung cấp các dịch vụ độ đèn ô tô, dán phim cách nhiệt, độ cửa hít, cốp điện, bọc ghế da ô tô, độ body kit, nâng đời xe hơi. Truy cập ngay kênh YouTube Công nghệ ô tô Trung Auto để xem các video review đồ chơi ô tô. Website trungauto.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Người dùng xe VinFast Lux A2.0 nói điều thẳng thật sau hơn 1 năm sử dụng. Sau 13 năm gắn bó với thương hiệu xe Kia với đủ các dòng từ hạng A cho đến hạng C, bao gồm Morning, Rio và Cerato, anh Lê Tùng Anh đã quyết định lên đời xe sang thương hiệu Việt với chiếc VinFast Lux A2.0. Thưa anh, với rất nhiều năm kinh nghiệm cầm lái và sử dụng xe hơi Hàn Quốc, thì anh Tùng Anh đánh giá như thế nào về chiếc xe nội VinFast Lux A2.0? Anh Tùng Anh trả lời: tôi sở hữu xe riêng từ năm 2007 với chiếc xe đầu tiên là Kia Morning. Và năm 2007, Kia Morning là một chiếc xe hạng A thứ hai có ở Việt Nam và nó đã trở thành mẫu xe đô thị thay thế cho chiếc Daihatsu Matiz vốn rất được các gia đình Việt ưa chuộng trước đó. Đến năm 2011, tôi bán đi chiếc xe đầu tiên của mình để rồi lại mua một chiếc Kia Morning đời 2011. Vào thời điểm đó, với số tiền dưới 400 triệu đồng, không có sự lựa chọn nào tối ưu hơn. Năm 2016, những đứa trẻ nhà tôi lớn hơn, chiếc Kia Morning giờ đây đã không còn đáp ứng đủ được nhu cầu sử dụng nên tôi đã mua một chiếc xe hạng B, Kia Rio. Từ xe hạng A lên xe hạng B với tôi khi đó là cả một sự thay đổi lớn. Chiếc xe to hơn, đẹp hơn, nhiều công nghệ hơn và tất nhiên là đi sướng hơn rất nhiều. Lúc đó tôi nghĩ rằng quy trình đổi xe của mình cứ thế là ổn, từ hạng A lên hạng B, dăm năm nữa thì cố gắng mua cái xe hạng C, cứ như vậy mà tiến. Cũng trong thời điểm này, tôi có sự thay đổi về mặt công việc. Với công việc mới, hàng ngày tôi được tiếp xúc với xe hơi nhiều hơn, hiểu biết kiến thức về ô tô, về công nghệ mới cũng tăng lên, dẫn đến nhu cầu đổi chiếc xe tốt hơn lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chiếc Kia Rio tôi đang sử dụng mặc dù là đẹp, có nhiều chức năng, nhưng mà tính năng an toàn thì lại bị cắt bỏ gần như là hết. Cuối năm 2019, tôi bán đi chiếc Kia Rio và mua một chiếc Kia Cerato. Trong suốt 13 năm trời, tôi gắn bó với thương hiệu xe Hàn Quốc Kia. Lý do đơn giản là vì giá thành của nó hợp lý và có thiết kế cũng như trang bị hơn hẳn so với những chiếc xe đồng hạng đến từ Nhật Bản. Về độ bền bỉ thì tôi không so sánh bởi vì chưa có chiếc xe nào tôi đi quá 5 vạn km cả. Mỗi lần đổi xe đi, số tiền mà tôi bỏ ra cũng không nhiều. Nếu như tính được tiền Việt Nam thì sự mất giá của tài sản gần như không đáng để nhắc đến so với sự mất giá của tiền. Dù rằng là ưa thích xe Hàn, gắn bó với Kia trong nhiều năm, nhưng thực sự trong sâu thẳm tôi vẫn có một sự hâm mộ đặc biệt với những chiếc xe đến từ nước Đức. Hàng ngày, những chiếc BMW, Mercedes, Audi di chuyển trên đường luôn chiếm một phần khoảng thời gian của tôi chỉ để ngắm nhìn hay là trầm trồ. Tuy nhiên, việc sở hữu một chiếc xe BMW đối với cá nhân tôi cũng như đa số người khác ở Việt Nam thì quả là một điều không hề dễ dàng gì bởi vấn đề tài chính. Năm 2019, hãng xe Việt VinFast bắt đầu bán xe ra thị trường. Dù là một trong những người được trải nghiệm xe VinFast đầu tiên, nhưng trong thâm tâm, tôi không nghĩ rằng mình sẽ sở hữu nó. Mẫu xe hạng A VinFast Fadil cho dù là tốt nhất trong phân khúc, nhưng tôi lại đang đi xe hạng C, chắc chắn sẽ không mua Fadil. Chẳng ai phú quý giật lùi như thế cả. Hai chiếc xe Lux A và SA thì đều có giá từ 1,2 tỷ đồng cho đến 1,8 tỷ đồng. Dù là rất thích, nhưng vấn đề tài chính là điều rất quan trọng. Thích là thích, nhưng nhích thì lại cần phải có tiền. Rõ ràng là việc bỏ ra tầm 1,5 tỷ đồng mua ô tô thì tôi có nhiều sự lựa chọn và số tiền đó có thể mua được một chiếc BMW hay Mercedes dùng lướt đẳng cấp hơn nhiều so với việc mua một chiếc ô tô thương hiệu Việt. Tháng 5 2020, VinFast cho ra mắt dịch vụ đổi xe cũ lấy xe mới. Giá của chiếc VinFast Lux A lúc này cũng đã dễ tiếp cận hơn nhiều do được áp dụng hàng loạt chính sách giá bán hàng mới. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cuối tháng 5 đó, tôi lái chiếc Kia Cerato sang trung tâm Smart Solution của VinFast để nó lại, ký một loạt các giấy tờ và chính thức chia tay với thương hiệu Kia sau 13 năm gắn bó và lái về nhà một chiếc VinFast Lux A. VinFast Lux A là mẫu sedan sử dụng nền tảng khung gầm, động cơ của BMW 5 Series. Điều đó đồng nghĩa là giấc mơ lái BMW của tôi được thỏa mãn phần nào khi sở hữu VinFast Lux A. Là sản phẩm của một thương hiệu xe hơi mới lại được sản xuất tại Việt Nam, VinFast Lux A chưa phải là một chiếc xe hoàn hảo 100%, nhưng tổng hòa của nhiều nguyên liệu cao cấp và đáng với số tiền bỏ ra. Người Đức chuyển giao cho VinFast động cơ khung gầm. Sau 2 năm ra mắt thị trường, qua nhiều lần nâng cấp hệ thống phần mềm, thì cho đến nay những lỗi nhỏ nhặt về hệ thống phần mềm trên xe VinFast đã được khắc phục một cách triệt để và hoạt động tốt. Nói về xe VinFast thì đã có nhiều người lên tiếng, từ người dùng cho đến chuyên gia ô tô trong và cả ngoài nước. Với tư cách là một người sử dụng xe thì tôi nghĩ, với mức giá như hiện nay,
Chắc chắn chưa có chiếc sedan nào giá dưới 1,5 tỷ đồng ở Việt Nam vượt qua được VinFast Lux A về mọi mặt. Vấn đề lộ trình ô tô của tôi hiện giờ đã trở nên khó khăn và gian khổ hơn bao giờ hết. Vì để lên đời là một chiếc xe tốt hơn VinFast Lux A thì tôi sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng không dưới 2 tỷ đồng, chứ không phải là bỏ thêm khoảng 300 triệu đồng như khi mà tôi chuyển từ Kia qua VinFast nữa. Lê Tùng Anh theo Auto Daily, Dâm Việt, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.